Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách để chúng ta có thể tách nền những cái sản phẩm nó cầu kỳ giống như cái hình con cầu này ở trong Photoshop chỉ trong khoảng một phút thôi là các bạn có thể làm được tốt rồi. Và đây là cái ảnh gốc. Còn sau khi tách xong mình chuyển sang một cái ảnh khác thì nó sẽ được như thế này. Cái công cụ này thì nó sẽ áp dụng cho cái trường hợp là các bạn nhìn này, cái lông quân công này nó rất là nhiều chi tiết, nó nhiều các cái lông tơ nhỏ, chúng ta không thể dùng pen hoặc các cái tách nền mask thông thường được, đúng không? Vậy thì chúng ta phải có một cái công cụ ở trong Photoshop để chúng ta xử lý những cái trường hợp khó như thế này. Video này mình làm là dựa trên một cái video của Trung Quốc. Như các bạn đang nhìn ở bên cạnh là các bạn sẽ thấy cái video gốc của họ là cái video này nhá. Mình cảm thấy là những cái video học của các bạn bên Trung Quốc rất là hay và rất là dễ dùng. Trước kia mình đã sử dụng cái lệnh này rồi nhưng mà nó không phải là những cái gọi là mình chỉ tách, gọi là tách những cái liên quan đến đây này, bông rồi các thứ thôi. Nhưng mà hôm trước mình thấy các bạn ý tách cái con công này thực sự cũng rất là hay đấy và nhiều người quan tâm lắm, nên là mình quyết định là mình sẽ làm cái video đúng cái hình con cầu này để cho các bạn thấy là cái video đó người ta làm được thì mình cũng làm được các bạn nhé. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nhé. Nhưng mà các bạn phải nhớ hãy xem chi tiết cái video này vì chỉ có vài phút thôi. Nếu như mà các bạn làm không đúng bước là các bạn sẽ không ra được cái kết quả ưng ý đâu nhé. Đầu tiên là các bạn hãy download cái ảnh tư liệu này ở dưới phần mô tả của video. Mình đã có gắn một cái đường link để cho các bạn download tư liệu này về. Chúng ta sẽ thực hành luôn trên cái mẫu này luôn nhé. Và mình nghĩ rằng cái mẫu này là cái mẫu rất là khó rồi đấy, nên là mình sẽ lấy luôn cái mẫu này nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ phân tích một chút là nếu như bạn muốn tách được càng rõ, càng nhiều chi tiết cái lông quân công màu trắng này càng nhiều thì các bạn hãy làm cho mình như sau này. Các bạn Ctrl Z đây, sau đó là các bạn hãy ấn Ctrl M, mình sẽ tăng cái độ tương phản của nó lên các bạn nhé. Đây, Ctrl M hoặc là Ctrl L thì cũng đều được thôi. Các bạn sử dụng cách nào cũng được. Sau đó là các bạn hãy lấy cái công cụ là Lasso Tool đây này, các bạn khoanh cho mình xung quanh cái hình con công này. Nhưng mà nhớ nha, cái hình con công này các bạn đừng khoanh vào chân nó, các bạn để ra viền bên ngoài thôi, càng sát đường biên càng tốt nha các bạn. Rồi chúng ta chỉ cần đến đây thôi. Sau đó là các bạn hãy ấn về cái công cụ B này, Brush này, các bạn nháy phải. Các bạn nhớ là các bạn phải chọn cái nét cọ cứng cho mình, cái nét cọ này này. Nếu như các bạn không làm cái bước này mà các bạn để nét cọ mềm á, thì các bạn tách nền nó sẽ còn rơi rớp rất là nhiều những cái ở background xung quanh. Nên bắt buộc các bạn phải chọn cho mình cái nét cọ cứng nhá. Sau đó các bạn quay trở lại cái công cụ Lasso Tool này. Và trên cái công cụ Lasso Tool thì các bạn nhìn cho mình cái từ Refine Edge này này. Click vào đây. Sau đó thì các bạn hãy điều chỉnh cái thông số size ở đây để cho nó phù hợp, vì hiện tại cái size này nó đang bị to quá, mình để như này thôi nhá. Và các bạn nhớ nhá, cái tên của nó là Refine X. Đa phần là nó sẽ làm việc với cả các cái góc cạnh mép bên ngoài đường biên nhiều hơn. Làm như sau nhá, các bạn hãy kéo cái này từ phía trong ra ngoài của mình. Cái máy của mình là cái máy cũng cấu hình cũng khá là cao, thế nên là những cái ảnh mà hơi nặng một chút thì nó xử lý cũng rất nhanh. Còn có một cái máy cũ cổ mà bên mình thử ở cái công cụ này thì nó quay cu đơ ra luôn á. Đấy. Ở đây thì các bạn sau khi các bạn quét xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần màu trắng của chúng ta là chúng ta sẽ lấy lại được cái phần màu trắng này. Còn những cái phần màu đỏ xung quanh này nó sẽ bị mất đi. Đến đây các bạn hãy thay đổi cái kích thước của nó sao cho phù hợp nhá. Đây này. Đấy, những cái xanh xanh ngoài bôi hết đi. Đến cái chỗ chân của cái con này này thì là mình cũng không bôi vào đâu, tại vì nó sẽ bị biến mất đấy. Ở cái file của Trung Quốc người ta làm nhanh ơi là nhanh, là người ta đã làm tắt đi một hai các cái bước nhỏ để chúng ta có cái kết quả tốt được như của họ. Còn nếu như các bạn không làm đủ thì các bạn sẽ không ra đâu. Rồi đến đây mình nghĩ là cũng đã ok rồi. Và các bạn hãy chọn cho mình cái output này này là New Document. Mình sẽ lấy cái màu trắng này sang một cái tệp mới nhá. Các bạn ấn OK. Rồi, và đây chính là cái document mới của chúng ta. Đến đây các bạn muốn kiểm tra được cái độ chính xác của nó là bao nhiêu thì các bạn có thể kéo sang một cái ảnh màu như ở đây mình đang để
Mình sẽ zoom to ra để cho các bạn nhìn thấy cái phần sau lưng của cái con công này. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy cái bóng tòa nhà đúng không? Nếu như đến đây các bạn muốn làm trắng con công hơn thì các bạn ấn Ctrl L, cái phần thanh màu trắng này các bạn kéo tăng lên, cái thông số của nó tăng lên thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sáng hơn, đúng không? Chúng ta sẽ nhìn rõ hơn này. Và một cái ví dụ khác mình muốn làm đó chính là cái cốt tông này. Nếu bình thường các bạn mà sử dụng cái công cụ pen á, mà để tách được cái này thực sự nó kiểu như là khó như đi lên trời ý. Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì đầu tiên các bạn cũng sử dụng cái công cụ lasso tool. Các bạn hãy khoanh cho mình cái vùng cốt tông mà các bạn mong muốn nhé. Sau đó là các bạn cũng kiểm tra cho mình cái lệnh brush, cái nét cọ, nháy phải vào màn hình. Chúng ta phải chọn được cái nét cọ cứng. Ok rồi thì các bạn hãy thoát nó đi. Sau đó là các bạn hãy chọn lại cái công cụ lasso tool này. Các bạn là refine edge này. Rồi đến đây của chúng ta nhớ nhé, cái phần output này các bạn hãy để cho mình là cái new document. Và đến đây thì sao các bạn? Cái phần size này các bạn hãy tăng lên. Đây, mình sẽ bold như thế này. Rồi các bạn đã nhìn thấy chưa? Các bạn đã nhìn thấy cái sự kỳ diệu của nó chưa? Các bạn nhìn các cái sợi của nó đây này, thấy không? Nó sẽ tách được từng cái sợi sợi một nha các bạn. Rồi đến đây thì các bạn sẽ nhìn thấy nó bị lam ở phần bên trong đúng không? Vậy thì các bạn phải tẩy bớt nó đi bằng cách các bạn chọn được cái công cụ này, giữ nhá, giữ chuột trái vào đây để nó sổ ra cái bảng này. Các bạn chọn cái công cụ E này, bỏ đi. Đấy, các bạn bỏ đi thì tự khắc là nó sẽ còn những cái đường biên thôi. Sau đó là bây giờ các bạn ấn chuột trái vào đây, cái đoạn này màu xanh đang bị thiếu chẳng hạn, thì mình sẽ chọn thêm vào đây. Nên là các bạn phải lưu ý, cái bản của mình là bản Photoshop CS6 thì nó sẽ có hai cái trên là cái refine radius tool này này, thì nó sẽ là chọn thêm, còn cái cục tẩy bên dưới này nó xóa bớt đi. Các bạn hiểu ý mình không? Sau đó là cái output để new document rồi thì các bạn hãy ấn OK giúp mình. Mình sẽ tách riêng cái phần mình đã tách nền ạ, mình để riêng ra một file. Ví dụ đây chẳng hạn. Đến đây rồi các bạn hãy vẽ thêm cho mình một cái background ở phía bên dưới màu đỏ đi. Các bạn zoom to lên. Các bạn sẽ nhìn thấy cái sợi của nó đúng không? Nếu như các bạn dùng pen thì các bạn làm sao tách được những cái sợi như thế này. Và mình nghĩ cái nội dung của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu như các bạn mà muốn tinh chỉnh nó, muốn xóa những cái phần mà nó vẫn còn mờ đằng sau ấy, thì các bạn hãy sử dụng cái cục tẩy nét cọ mềm, các bạn xóa những cái đường biên bên ngoài đi nhá. Và cái quan trọng nhất là cái chính chúng ta đã làm được rồi. Và nếu như bạn nào mà yêu thích cái nội dung này của bên mình, nội dung mà bên mình đang xây dựng, thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để cập nhật rất nhiều những cái video hay ở đằng sau mà bên mình sẽ up trong cái thời gian tới. Mình rất mong là cái nội dung này sẽ giúp cho các bạn xử lý cái phần tách nền nhanh hơn đúng không? Nếu như bạn nào mà có cái nội dung gì hoặc là ý kiến gì hoặc là góp ý gì cho mình thì các bạn hãy comment ở phía bên dưới để mình sẽ đọc và mình sẽ phản hồi. Chứ đừng nhắn tin qua inbox trên Facebook của mình nhé. Vì hôm nay có một số bạn nói với mình là hỏi rất là nhiều thứ, nhưng mà thực sự thì mình cũng một ngày mình rất là nhiều các cái tin nhắn chờ và mình cũng không biết là nội dung nó như thế nào và đọc được hết nhiều như vậy, thì mình cũng không có thời gian, mình cũng phải tranh thủ mình làm việc khác ấy. Vì YouTube mình làm là chỉ là vì phụ thôi, chứ không phải là cái chính của mình là làm YouTube. Mà công việc hàng ngày của mình cũng giống như các bạn, mình cũng phải thiết kế, mình cũng phải làm việc với khách hàng, mình làm rất là nhiều thứ khác nữa. Nên là không phải lúc nào mình cũng có thời gian để mình check inbox của các bạn và mình trả lời các bạn được. Mong các bạn thông cảm giúp mình. Và các bạn thấy nội dung của mình hay thì các bạn hãy chia sẻ thật nhiều để sẽ có nhiều người biết đến hơn. Và hãy like để khi nào mà các bạn cần nội dung này hoặc là tìm kiếm một cái nội dung tương tự mà các bạn quên, các bạn không nhớ cái tên của cái video này chẳng hạn, thì các bạn sẽ tìm thấy dễ dàng hơn, vì YouTube nó sẽ ưu tiên thể hiện cái video này hiện ra cho các bạn để các bạn chọn nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nhé. Tạm biệt.